Anh gọi điện để trao đổi với em một chút, xem là xem trong quá trình học vừa rồi thì thấy mọi thứ như thế nào, cảm nhận rồi thì ở các cái yếu tố của cái chương trình học này. Đấy, bởi vì là trong quá trình học thì đến hôm nay thì cũng là cái bài các bạn đã hoàn thành xong chương trình. Anh muốn gọi điện để chia sẻ và nghe cái cảm nhận của các bạn một chút, xem rằng là về trong cái quy trình học, trong cái quá trình học ở đây thì các bạn thấy từ giảng viên, từ giáo trình, từ tất cả mọi thứ, quy trình vận hành đấy, tất cả mọi thứ thì thấy như thế nào, có hiểu bài không? Và anh được biết là hình như là em là bận gì đúng không, xong rồi lại không làm được bài tốt nghiệp à? Dạ, tại em mới chuyển nhà cho nên là em không có nhiều thời gian nên em tranh thủ làm nhanh nhất có thể. Em năm nay vẫn đang là sinh viên à? Dạ đúng rồi anh, em đang là sinh viên năm tư. Sinh viên năm tư của trường nào và ngành gì? Dạ em học thiết kế nội thất ở trường Đại học Văn Lang. Ok, sinh viên năm tư. Thì đấy thì có một số cái câu hỏi anh muốn trao đổi ấy, để lắng nghe cái cảm nhận của các bạn, lắng nghe cái chia sẻ của các bạn xem quá trình học xem như thế nào. Với lại cái video này thì anh sẽ có quay lại để anh làm cái tư liệu anh chia sẻ ở trên để dành cho những bạn khác ấy. Đấy, để cho các bạn ấy cũng xem được những video chia sẻ từ các em ở đây, là những người đã học trước ở đây, thì các bạn có những cái chia sẻ từng góc độ, từng cái khía cạnh như thế nào. Đấy, thì em thấy học bài ở đây có hiểu không? Rồi thì các nội dung giáo trình, rồi thì quy trình, rồi thì trợ giảng có support các em khi các em cần thiết hay không? Đấy, rồi tất cả mọi khía cạnh, hay là có cần phải góp ý thêm ở cái vấn đề nào nữa để cho anh có thể cải thiện về cái quy trình các thứ hay không? Dạ thì em cũng học ở trung tâm mình cái khóa modeling nữa, em cảm thấy hiệu quả cho nên là em mới đăng ký cái khóa corona. Thì em thấy là thứ nhất là có nghĩa là em được thực hành nhiều, có những thứ mà em trước đó em biết rồi nhưng mà em chưa có thực hành nhiều cho nên là em chưa giỏi. Thì ở NESA thì em được học lý thuyết rồi song song với thực hành nữa, với lại cả anh trợ giảng với lại anh Quân á, cũng cũng sửa bài cho em nhiều nữa, với lại cũng nhiệt tình. Với lại ví dụ như là có nghĩa là cái ở NESA em thích cái là không chỉ mà học ở học tập mà em còn được học ở cái thái độ nữa, với lại em thích mấy cái những cái câu nói mà động viên của mấy anh trên trang web của NESA. Em với lại em được học thứ thêm một cái đó là cái sự nghiêm túc trong làm bài á. Ví dụ như mà cái bài của em mà quá ẩu không đạt yêu cầu á, thì em sẽ được yêu cầu là phải làm lại, phải sửa sao cho mà đạt cái hiệu quả tốt nhất. Đúng rồi, nó bởi vì nó phải có một cái tiêu chuẩn chứ đúng không? Dạ. Thì các bạn học xong, bởi vì các bạn đã bỏ tiền, bỏ thời gian, bỏ công sức ra học, thì nếu mà không kèm chặt, không hỗ trợ các bạn triệt để từng bài đến cuối thì các bạn lại 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 không đạt kết quả như mong muốn, thì lại cũng cũng cũng, cũng phí công. Đấy, thì về quy trình thì sao? Về bài giảng các thứ dễ hiểu chứ? Dạ, với lại em thấy là ở NESA em cũng thích một cái là cái giáo trình đó là mấy anh có phân ra rõ ràng, ví dụ như là từ dễ cho đến khó, với lại nó có quy trình rõ ràng cho nên là lúc học đó, em ghi chép nó cũng dễ, mà ví dụ mà làm bài đó, thì em cũng không có bị quên, không có gọi là không bị rối, tại vì nó có rất là nhiều lý thuyết nhưng mà bên trung tâm thì đã gọi là sắp xếp cho em rất là phù hợp. Anh có trao đổi với anh Trường thì nắm được cái thông tin là trong quá trình học thì em cũng rất là cố gắng, rất là chịu khó, chăm chỉ. Đấy, nhưng mà tiếc cái là lại khề, có cái bài tốt nghiệp lại 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 bận, lại không hoàn thành được à? Thế còn về 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 cảm nhận riêng thì sao? Em thấy rằng là ở góc độ của một giống như em là một bạn sinh viên đi, không biết là trước trước khi học ở đây thì em có học ở đơn vị nào khác chưa, và có cái sự so sánh hay là có cái sự cảm nhận như thế nào, hay là học ở đây là lần đầu tiên các bạn đi học online từ xa luôn? Trước khi của NESA em cũng học một chỗ rồi nhưng mà em phát hiện là thứ nhất đó là học ở NESA là em học cái lý thuyết tới đó là em nhớ rất là lâu. Thứ hai đó là học ví dụ như là các anh có chỉ là làm sao đó để mà tối đa thời gian, tối đa được cái mọi thứ làm nhanh nhất có thể, với lại là
Vậy thì bây giờ đến cái phần hết chương trình này rồi thì đến cái chắc là học xong những cái bài cuối rồi ấy thì thấy rằng là tự tin rồi chứ, tự tin về cái phần mềm công cụ này rồi chứ. Đồ án cũng là một phần nhưng sau này nó sẽ là cái sau này các bạn còn đi làm còn ứng dụng vào công việc thực tế nữa thì đương nhiên là một cái phần mềm nguyên Body Mark thôi hay là nguyên Corona thôi là chỉ là một phần mềm thôi ấy thì để mà các bạn học từ đầu mà để mà giỏi để mà thành thạo rồi để mà thành Master Pro có khi các bạn cũng sẽ phải dành rất nhiều thời gian kể cả trong quá trình các bạn nghiên cứu học hay là trong quá trình các bạn ứng dụng nữa thì mới thực sự gọi là thành thạo được. Thế nhưng mà trong cái khuôn khổ của một chương trình thì nó cũng không phải có quá nhiều thời gian, đâu đó cũng chỉ khoảng độ 3 tháng gần 3 tháng thôi đúng không? Đấy thì anh cũng đã xây dựng cái giáo trình để cho các bạn là làm sao đấy, cái kiến thức là các bạn được nắm đầy đủ, học đầy đủ và ít nhất là cái công việc hiện tại hay là phải để phục vụ cho học tập hoặc là các bạn ngay bây giờ các bạn có thể đi làm thì tất cả những cái kiến thức đấy nó cũng đã rất đầy đủ và hệ thống bài bản cho các bạn rồi. Đấy. Và các bạn cũng sẽ có được một cái là học viên của anh thì các bạn cũng sẽ có những cái quyền lợi nó đặc biệt nữa đó là không chỉ là trong quá trình học vừa rồi đâu mà bây giờ các em học xong rồi thì có thể sau sau này nữa sau này trong quá trình các bạn ứng dụng các cái công cụ đấy vào công việc thực tế vào học tập với các thứ để nếu như các bạn cần hỗ trợ ở đâu thì cứ 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 cần ở đâu ví dụ như là các bạn quên kiến thức này hay là gặp lỗi nọ lỗi kia như nào đấy thì cứ mạnh dạn nhắn tin lên trong nhóm này cho anh nhá thì các anh sẽ hỗ trợ. Tức là các bạn sẽ có cái quyền lợi mà được sẽ hỗ trợ ngay tức là cả cả sau khóa học nữa. Đấy, bởi vì là có thể là trong quá trình học thì các bạn thấy là cái kiến thức nó liền mạch thì các bạn dễ nhớ thôi. Nhưng mà khi mà vào công việc thực tế thì đôi khi là cái công việc của các bạn ấy thì dùng nhiều cái kiến thức này thì các bạn nhớ, một số cái khác thì các bạn ít dùng các bạn lại quên đấy. Em hình dung nhỉ? Ừ, đấy. Thế về tổng quan thì có điều gì mà chưa hài lòng, có điều gì mà cần phải góp ý thêm cho anh không? Ok, thế là mọi thứ là đều đều ok đúng không? Thế ok, thế anh có sẵn sàng giới thiệu cái chương trình này đến với bạn bè của mình không? Đang là sinh viên. Ok, thế thì anh muốn gọi điện để tức là ít nhất là đến cuối khóa học thì cũng có một cái trao đổi để lắng nghe cái quá trình của các bạn cảm nhận như thế nào, học có hiểu hay không, quy trình cái gì hài lòng, cái gì chưa hài lòng như thế nào đấy. Và cũng có một vài cái điều muốn trao đổi với các bạn như thế. Đấy thì thôi đi, bây cũng chẳng biết nói gì nữa, cố gắng làm việc rồi thì ứng dụng nó vào công việc và học tập thôi. Cần vấn đề gì thì lại nhắn lên thì các anh sẽ hỗ trợ cho nhé. Ừ, rồi ok em. Rồi bye em nhé.